mãi thương về cố hương xa vời, lại nhớ mong ai mà trang giấy. Sắp hơi đằng sau đúng không anh? Sắp hơi đằng sau. Chim suốt năm cánh dài. Chứ mà em nghe thấy nó ở đâu? Trước mặt thì nghe tất cả mọi thứ nó thành là trước hết. Mà ở giữa luôn nhé. Phải đây này. Chứ nó không phải là phát từ bên nó cánh hay đâu. À. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào. Lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hát như soi dáng gầy cô nữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ước duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt dài dài ngồi nhìn. Dàn hết phía trước đúng không? À. Cái cấu hình này ấy, thì là chắc là nó sẽ dành cho những bác chủ xe mà thích nghe chất âm nhẹ nhàng trầm ấm, nhưng mà phục vụ cho những cung đường xa, bởi vì là cái trọng tâm của sân khấu nó nhường tối ưu cho người lái và nó ở giữa xe, cả con súp và cả cái hệ thống nó sẽ trải dài, đó là cái sân khấu nó sẽ trải dài từ bên này sang bên này. Có thể là mỗi lúc trước đây nếu như mà bình thường á là có những cái bản nhạc mình không nghe thấy nó, nhưng mà khi nay mà nghe theo cái kiểu này ấy thì em sẽ thấy mọi thứ nó nhiều hơn. Biết là tại sao lại nhiều nhạc như vậy? Ví dụ như cây guitar đứng ở đây, trống ở đây, còn lại là các nhạc cụ nó sẽ trải đều, thì cái đấy nó gọi là hiệu ứng âm thanh sân khấu đó. Thì nếu nó bó gọn một chỗ này này thì là nó bị hẹp, nhưng mà nếu nó trải từ bên này sang bên này thì là cực kỳ là thoải mái. Đó. Thế nên là nếu như mới cái cảm giác ban đầu là mình hơi bị nhiều nhạc cụ, và nó gần như là cái nhạc bản nhạc nó nhiều chi tiết hơn. Trước đây mình chưa từng nghe thấy, nhưng giờ này thì nó hiện hết ra. Vì trong cái ba quay này ấy, là như anh đã trao đổi ấy, là đến ông nào thì ông nó kêu, đến ông mít thì ông mít kêu, đến ông chép cũng chép kêu, và đến ông bát cũng kêu, và đến ông súp, thì tổng hài hòa của nó thì nó tạo ra một cái hiệu ứng, chứ không ở đây là không có một cái loa nào nó kêu mà em nghe rõ một cái loa nào cả, mà chỉ thấy cái sân khấu trước màn hình. Thì đấy là đặc điểm của cái thằng ba quay. Không phải nghe tiếng máy của phát ra từ đây mà. Đúng rồi, nó không phải phát ra từ đây đâu, còn nó không phải phát ra từ bên này nữa, mà nó phát trải dài. Bởi vì là anh không muốn trao đổi ngay từ đầu ấy, để cho em tự cảm nhận. Đấy, thì em nhận thấy là có thể là có một đôi tai rất là nhạy cảm. Bát nó lên rất là vừa phải, cảm giác nó mềm ấm. Kia sắp tới sẽ được. Sắp tới sẽ được. Ok, bây giờ em chuyển bài thế này, chuyển bài nào cũng được. Nào. Bài này cũng được. Bài này nó thuộc về acoustic. Người vừa tặng ta vết thương. Bài này hay quá. Ngọt ngào chẳng nợ nần gì nhau, hãy để hồn ta bay cao, tự vào cuộc vui đã chấm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá ta tôi. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời cho lệ này.
cảm thấy thế nào với cái bài này? Nghe thì đang nghĩ ta nhớ rõ ràng là sướng rồi xong rồi đấy. Chưa làm mà chúng ta là nghe nhạc cụ nó rõ ràng mà nó cần đa cái ta thường thì nó sẽ rất là khó thể hiện từ một bậc cao là vì là nhiều tiền ít tiền chưa biết nhưng mà nghe nó sướng là được, ít tiền mà sướng là hợp với mình là được, mà nhiều tiền mà sướng nữa thì là càng. Từ đây chỉ còn lại mình ta ra thêm tuổi chia xa tiếc cho ngày đã qua cuộc tình vừa xa sắc thân đau dạ rời nhưng một lần ok chạy chưa nhá.